Tin Argentina. Giới trẻ Argentina xuống đường vì sự sống. Thứ Năm ngày 24 tháng 5 vừa qua, hơn 3 triệu rưỡi người Argentina, đa phần là những bạn trẻ, đã xuống đường để phản đối luật cho phép phá thai trong nước. Vào đầu tháng 3, 70 thành viên của Quốc hội đã đem ra thảo luận luật cho phép phụ nữ phá thai ở 14 tuần đầu của thai kỳ. Hiện nay, phá thai trong nước là bất hợp pháp, ngoại trừ khi sức khỏe của người mẹ bị đe dọa, hoặc trong trường hợp đó là hậu quả của bạo lực tình dục. Tổng thống Argentina Mauricio Macri, mặc dù là người ủng hộ sự sống, nhưng ông nói rằng ông sẽ không phủ quyết luật nếu nó được Quốc hội phê chuẩn. Cuộc tuần hành được tổ chức bởi Tổ chức Tuần hành vì sự sống, với 117 thành phố tham gia, tập trung hàng ngàn người với khẩu hiệu "Hãy cứu cả hai". Tại Buenos Aires, các nhà tổ chức sự kiện này đã yêu cầu các nhà lập pháp, cả từ phía chính phủ và phe đối lập, bác bỏ dự luật một cách dứt khoát. Họ đọc văn bản, "Chúng tôi muốn bảo vệ cả hai sự sống, cho dù nó được thực hiện theo yêu cầu của người mẹ hay không, phá thai gây ra cho người phụ nữ và cho những người thân cận những thiệt hại, để lại những hậu quả không thể cứu vãn. Nó trở thành một cuộc tấn công chống lại lợi ích chung của xã hội." Các nhà tổ chức cũng đã khẳng định rằng đằng sau vấn đề phá thai còn có những vấn đề lớn như tình cảnh khó khăn, bạo lực, nghèo đói, cô đơn và bỏ rơi. Nhưng niềm tin Công giáo đã cho thấy phá thai không bao giờ là giải pháp.